Không cúng cô hồn rằm tháng 7 có sao không? Xem ngay để biết kẻo gặp họa sát thân. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị gặp được vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, nói chung ấy, cô hồn là cách gọi khác của dân gian về những linh hồn vất vưởng lang thang, không nơi nương tựa, không người thờ cúng, là những linh hồn chết đường, chết chợ, chết đâm, chết chém, chịu cái cảnh đói khát và không có người thân tiếp dẫn. Và bây giờ thì cũng không có nơi nào để mà thờ cúng. Chỉ khi bước vào cái tháng cô hồn, tức là tháng 7 âm lịch ý, lúc mà Diêm Vương cho mở cửa mả cho các quỷ đói trở về dương gian, thì những cô hồn này mới được người trần thờ cúng để mà xoa dịu và an ủi cho, vơi bớt những cái tủi nhục của bản thân. Cũng là một cách để hối lộ các cô hồn không quấy phá gia đình nhà mình. Tuy nhiên ý, nhiều người vẫn thắc mắc rằng bắt buộc phải cúng cô hồn dịp rằm tháng 7 hàng năm hay là không. Vì nếu mà cúng sai ấy, thì khác gì là có thể vô tình rước vong hồn vào nhà mình và dễ chuốc lấy cái hung họa vào thân. Vậy trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ giải đáp cùng quý vị và các bạn về vấn đề này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, nói chung ấy, tháng 7 cô hồn cũng đang đến rồi và chúng ta cũng chuẩn bị đến cái ngày rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 còn được gọi là cái lễ cúng Vu Lan đúng không ạ? Câu hỏi đặt ra là không cúng cô hồn trong rằm tháng 7 thì có sao không? Thưa quý vị, lễ cúng cô hồn, cúng vong linh là một trong những cái hoạt động tâm linh tương đối là phổ biến tại Trung Quốc và Việt Nam, với việc thực hiện các nghi lễ thờ cúng cho các linh hồn thường vào cái dịp rằm tháng 7 âm lịch, cũng là cái dịp Vu Lan báo hiếu đúng không? Hay người ta còn gọi cái ngày này là gọi là ngày xá tội địa quan. Đấy. Vậy quý vị còn thắc mắc vì sao chúng ta lại cúng cô hồn hay không ạ? Để lý giải cho cái điều này thì quý vị cần phải hiểu rằng, theo tín ngưỡng truyền thống của Việt Nam thì tin rằng trong con người thì có hai phần, một phần hồn, hai là phần xác. Khi mà chết đi thì hồn sẽ lìa khỏi xác, xác sẽ bị phân hủy, còn hồn sẽ tiếp tục tồn tại. Hồn có thể là gì? Về trời, hoặc là đầu thai cái kiếp khác làm người, hoặc là làm vật, hoặc là bị đẩy xuống địa ngục theo những cái làm lành hay làm dữ ở dưới trần gian. Vì vậy mà khi còn sống, quý vị cố gắng là tích đức hành thiện nhé, tu nhân tích đức hành thiện, để tránh khi mà xuống địa ngục lại vướng phải là gì? Cái cảnh lao tù. Tuy nhiên ấy, thì dân gian cũng tin rằng nếu một người mà bị chết oan hoặc là do tác động của cái nghiệp xấu ấy, thì các cô hồn cũng không hoặc là chưa được cái cõi nào tiếp nhận, phải lang thang, phải chịu đói rét hoặc là quấy rối người sống. Và tin ở linh hồn nên là đa số những người Việt Nam ấy thì vẫn giữ cái tục lệ thờ cúng tổ tiên và thờ cúng những người đã khuất. Kể cả cái việc thờ cúng này, nói chung là nó cũng hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Thì cúng cô hồn có thể là một cái hành vi mang cái tính chất nhân đạo để cứu giúp những cái linh hồn đói khổ. Nhưng đồng thời cúng cô hồn cũng có thể là một cái nghi thức hối lộ để các vị oan hồn không quấy phá, để cho gì? Hỗ trợ họ được tốt hơn. Có những gia đình làm kinh doanh thì họ thường cúng cô hồn nhiều lần trong năm, không chỉ riêng vào tháng 7 đâu, họ thường cúng vào ngày mùng 2 và ngày 16 âm lịch hàng tháng. Trong các dịp dỗ, cúng dỗ thì ngoài vái tổ tiên thì người ta cũng còn gì? Làm một mâm cúng cô hồn để cúng cô hồn. Dịp cúng cô hồn lớn nhất trong năm đó chính là cái ngày rằm tháng 7, trùng với cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo. Một số người tin rằng cái việc cúng cô hồn bắt nguồn từ cái ngày lễ Vu Lan. Và có một vấn đề mà nhiều người đang quan tâm nhất, đó chính là gì? Không cúng cô hồn liệu có ảnh hưởng gì đến cái vận thế của mình hay không? Liệu có bị vong hồn hờn nhiễu, quấy phá gia đình hay không? Lâu nay thì nhiều gia đình vẫn còn đang lúng túng, chưa hiểu hết về các nghi lễ cúng trong cái dịp rằm tháng 7. Trong đó có nghi lễ cúng cô hồn, nên là còn băn khoăn về cái việc có bắt buộc phải cúng cô hồn rằm tháng 7 hay không. Nhiều người gọi rằm tháng 7 là Tết quỷ, nhưng thật ra ấy, khái niệm này xuất phát từ người xưa của Trung Quốc. Trong dân gian, người Việt còn gọi đây là cái dịp là xá tội vong nhân hay là xá tội địa quan. Cái việc cúng cô hồn được truyền miệng từ đời này sang đời khác và chúng ta thường làm như một cái thói quen. Nhưng bên cạnh đó, không có ít người đang phân vân là không cúng cô hồn trong rằm tháng 7 có được không? Đó là cái câu hỏi, cái luẩn quẩn ở trong đầu mọi người. Và đối với họ thì họ chỉ cần hồi hướng tâm và có lòng thành là đủ, không phải thực hiện các nghi lễ cúng hay là gì, hay là cúng bái. Để trả lời cho cái vấn đề này thì
Từ Thơ Ngũ sẽ chia sẻ cùng quý vị nhé. Thưa quý vị, trước hết là chúng ta phải khẳng định rằng cái việc cúng cô hồn hay là vong linh ấy, là tùy thuộc vào cái tâm của mỗi người. Và cái việc làm phúc của mỗi người, mỗi gia chủ, hoàn cảnh và cũng hoàn toàn là không có cái việc bắt buộc phải cúng cô hồn hay là các vong linh vào mỗi dịp rằm tháng 7 tháng 5 cả. Nếu mà gia đình nào mà biết cách làm lễ cúng ấy, thì có thể là làm được. Còn không thì quý vị có thể là nhờ các sư thầy, nhờ chùa làm lễ cho, hoặc là gì, nhờ các bà làm lễ cho, các cô đồng làm lễ cho. Cái việc cúng lễ cô hồn có hai hình thức, một là cúng tại nhà, hai là cúng tại chùa. Thưa quý vị, nếu mà gia chủ nào mà không biết cách cúng cô hồn làm tại nhà ấy, cũng không nhờ các sư thầy làm cho thì cũng không nên làm cái lễ cúng này quý vị nhé. Vì nếu không biết cách tiễn vong đi ấy, thì có thể là gì, khiến cho gì, các vong linh sẽ quay lại luẩn quẩn trên cõi trần, quấy đảo gia chủ. Nói đến đây thì quý vị đã tự định hình được cho mình về cái việc cúng cô hồn sao cho đúng, đúng không ạ? Thì đây là cái văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ ngàn xưa để lại. Vậy nên là cái phận con cháu, chúng ta hãy làm theo đúng theo những cái điều này. Có sao thì làm vậy, nhưng làm đúng là điều trên hết. Cái việc cúng cô hồn ấy thì nếu mà quý vị không cúng thì cũng không sao cả, tuy nhiên cúng thì tốt hơn. Nói chung ấy, quý vị hãy làm mà với cái tâm của mình và cảm thấy lương tâm không áy náy là được quý vị nhé. Thưa quý vị hãy để lại bình luận bên dưới để Tử Thông cũng sẽ giải đáp cùng quý vị trong chương trình tiếp theo về cái việc có nên cúng cô hồn hay không nhé. Quý vị cứ để lại comment ở dưới ô bình luận. Thưa quý vị, nói chung là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về cái lễ cúng cô hồn rằm tháng 7, từ chuẩn bị đồ lễ đến cái bài cúng cô hồn sao cho đúng. Trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ giải đáp cùng quý vị về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi quý vị nhé. Quý vị thân mến, xin nhấn mạnh lại rằng cái việc cúng cô hồn là tùy tâm và cái hoàn toàn là tự nguyện. Vậy nên các gia chủ hãy cân nhắc hoàn cảnh và cái điều kiện của mình để lựa chọn cúng cô hồn hoặc là không cúng cô hồn. Nhưng một khi mà đã làm lễ cúng cô hồn thì chúng ta phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc để mà việc thờ cúng nó diễn ra được suôn sẻ hanh thông. Tuyệt đối không thể tùy tiện, nếu không thì chẳng khác nào tự rước lấy tai họa về mình. Khi mà cúng cô hồn thì quý vị cũng cần phải lưu ý những cái điều sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, đó là nguyên tắc cần nhớ khi chuẩn bị mâm cung cúng cô hồn. Thì đầu tiên các bạn cần phải ghi nhớ khi mà chuẩn bị cái lễ cúng cô hồn là phải cúng hoàn toàn bằng cỗ chay, tránh cúng thịt, cá, rượu để không khơi dậy cái lòng tham sân si của cô hồn. Nhiều gia đình chuẩn bị mâm cao cỗ đầy, mâm lễ mặn với rất nhiều các món ngon vật lạ vì cho rằng như vậy là tốt, nhưng theo quan niệm này thì là không đúng. Nếu như mà cúng cô hồn bằng những món ăn mặn sẽ khơi dậy cái lòng tham của những vong hồn và khiến cho họ không thể siêu thoát. Họ sẽ quanh quẩn ở dương gian, quấy nhiễu người trần và thậm chí là quấy nhiễu chính gia chủ đã sắp mâm cơm mời họ. Bên cạnh đó, cúng cô hồn tuyệt đối không được cúng trong nhà, gia chủ nên cúng ở ngoài sân, trên sân thượng, không được cúng ở những nơi như là phòng khách, phòng bếp, không cúng ở trong phạm vi mà gia chủ ở. Thứ hai, đó là gì? Mâm cúng cô hồn thường bao gồm những gì? Thưa quý vị, bật mí với quý vị và các bạn rằng mâm cúng cô hồn sẽ cần được chuẩn bị những cái thứ sau đây: tiền vàng từ 15 lễ trở lên, quần áo từ 20 đến 50 lễ. Đấy, bày ở phía dưới mâm cơm theo bốn hướng là đông tây nam bắc, theo mua được quần áo ngũ phương thì càng tốt. Sau khi cúng xong, chúng ta sẽ hóa vàng mã nên đốt ở ngoài đường, ở ngoài trước cổng, đúng không ạ? Và chuẩn bị tiếp là gì? 12 bát cháo trắng. Thì đây là cái món ăn không thể thiếu trong cái mâm cúng cô hồn. Theo quan niệm thì đây chính là cái món dành cho những cái linh hồn bị đày đọa phải mang một cái thực quản nhỏ hẹp, không thể nuốt được những thức ăn thông thường. Tiếp theo là các loại bỏng, có thể là bỏng ngô, bỏng ống, bỏng gạo. Quan niệm là để gì? Cho những cái vong hồn nhí, hoặc là gì? Mía, khoai, sắn, ngũ quả, hoặc là gì? 5 cái bát, 5 đôi đũa, 3 chén nước, 3 cây nhang, 1 cây nến, muối và gạo. Đó. Đặc biệt là muối và gạo sau khi cúng được vãi ra cổng, ra đường quý vị nhé. Cái mâm cúng cô hồn sẽ tùy theo cái quan niệm, cái điều kiện và cái sự chuẩn bị của từng gia chủ. Nhưng mà tốt nhất là nên làm đồ chay hoàn toàn và không thể gì thiếu những thứ quan trọng như là vàng mã, gạo muối, cháo trắng, hương, vân vân. Sau khi cúng cô hồn xong thì nhiều gia chủ không biết cách mời họ đi, cho nên là gì, rất nhiều gia đình đã gì bị cô hồn quấy phá do họ vẫn còn quanh quẩn ở đó. Bởi vậy khi mà cúng cô hồn xong, gia chủ nhất định phải đốt vàng mã và vãi gạo muối ra đường. Có quan niệm rằng không nên ăn đồ cúng cô hồn hoặc là không mang vào nhà, bởi cái năng lượng từ cõi âm rất là đen, nên là
nếu mà ăn phải thì sẽ mang cái năng lượng xấu. Nguyên tắc thứ ba, thời gian cúng cô hồn phù hợp nhất là thời điểm nào? Thưa quý vị, thời gian các gia chủ thực hiện cúng cô hồn có thể từ ngày mùng 1, tức là sau ngày mùng 2 đến ngày 15 hàng tháng. Theo đó, cái dịp cúng cô hồn lớn nhất thường nó nằm vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm, tại vì nó trùng với cái lễ Vu Lan báo hiếu. Các gia đình thường lên chùa làm lễ để tỏ lòng thành kính báo hiếu với cha mẹ. Người ta có quan niệm rằng nên làm lễ cúng cô hồn vào buổi chiều tối. Theo quan niệm dân gian ấy, thì ban ngày có ánh sáng, ánh nắng gay gắt, mặt trời chiếu mạnh, đâm ra là trong khi các vong hồn ấy được thả ra thì yếu nên là không thụ hưởng được. Vì thế nếu mà cúng ban ngày thì các vong hồn sẽ sợ ánh sáng và không thụ được cái vật thờ cúng, quý vị nhé. Quý vị thân mến, dù thực hiện nghi lễ cúng cô hồn vào cái ngày rằm tháng 7 sắp tới hay không ấy, thì các bạn vẫn hãy nhớ những cái lễ vật lớn nhất không phải là mâm cao cỗ đầy mà nằm ở trong cái lòng thành kính sâu sắc của chúng ta. Chỉ cần các bạn làm mọi việc đúng với cái tâm chân thật, cùng với cái sự tôn kính của mình, thì mọi việc sẽ được suôn sẻ bình an, vạn sự hanh thông, mọi điều thì đều thuận lợi. Thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.